Sẵn đây nhờ bác luôn, chứ em cũng không có đem nhà theo, cũng không có đem digital out theo, nên là nhờ bác luôn xài ké máy mà để con này nó ngốn 150W, mà con này nó ngốn chỉ nó mất có 10W thôi, thì cái máy này đương nhiên là nó chạy, nó không cần quạt, không cần gì mà nó cũng mát hơn. Tức là mình muốn mình nếu mà cái desktop này mà xài chế được cái nguồn của nó là cái giải pháp là đúng là trường hợp. You've got so much.